Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cơ quan huyện ủy Xín Mần vừa phối hợp với công đoàn cơ sở khối Đảng ủy huyện tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2015. Trong năm qua, cơ quan huyện ủy Xín Mần đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tham mưu giúp việc cho cấp ủy huyện lãnh đạo chỉ đạo trên các lĩnh vực tư tưởng văn hóa, công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, công tác văn phòng, tổng hợp, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Các ban xây dựng Đảng huyện ủy luôn gắn cơ sở, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các xã được phân công phụ trách thực hiện các nhiệm vụ chính trị như công tác xây dựng Đảng, chính quyền, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, ngày thứ bảy hướng về cơ sở. Được trên 200 ngày công, tổ chức quyên góp ủng hộ quỹ khuyến học, thăm hỏi hộ nghèo được gần 30 triệu đồng. Đối với văn phòng huyện ủy đã tham mưu soạn thảo được trên 1.400 đầu văn bản các loại. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận bàn giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015 của cơ quan văn phòng huyện ủy. Các ban xây dựng Đảng là tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho thường trực huyện ủy về công tác tổ chức, công tác kiểm tra, công tác dân vận và công tác tuyên giáo. Phối hợp tham mưu giúp thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ huyện Xín Mần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn Hoàng Văn Thịnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2015 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Trong năm 2014, tình hình kinh tế xã hội của huyện Đồng Văn có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả chương trình 30A, tổng số vốn giao trên 7 tỷ đồng đã thực hiện giải ngân đạt 99,97% kế hoạch, trồng mới 5 hectare cỏ tại xã Lũng Thầu. Huyện đã tập trung đẩy mạnh trồng cây cảnh quan, thực hiện trồng xong 250 cây đào tại khu vực Đồn Cao và bàn giao cho thị trấn Đồng Văn quản lý. Duy trì sản xuất các làng nghề, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, đầu tư đúng mức, công tác nội chính được tăng cường, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại phiên họp, các ban ngành đã tham gia thảo luận, xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ ở từng lĩnh vực, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2015. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn Hoàng Văn Thịnh yêu cầu các ngành, đơn vị trong thời gian tới đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, tập trung chỉ đạo cho sản xuất nông nghiệp, đưa bến xe vào hoạt động và tổ chức thu phí. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, đề nghị các ban ngành, xã, thị trấn cần chăm lo đảm bảo an sinh cho người nghèo, người có công, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cho nhân dân được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh. Năm 2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Giang luôn bám sát các nội dung nghị quyết của Đảng bộ thành phố, nghị quyết Hội Phụ nữ cấp trên, xây dựng các chương trình phong trào thi đua đạt được kết quả cao. Tại hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố lần thứ 10 vừa được tổ chức đã tập trung đánh giá kết quả công tác hội trong năm qua và đề ra phương hướng năm 2015, đồng thời tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2010-2015. Hội đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, quan tâm tới công tác xây dựng tổ chức hội, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho các chị em phụ nữ, cụ thể như phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã có 100% hội viên đăng ký thực hiện. Đối với 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội đã tổ chức 156 buổi với trên 8.100 hội viên tham gia. Ra quyết định công nhận 215 hộ đạt nhà đảm bảo vệ sinh, vườn đủ rau ăn. Trong vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã có 29 tổ hội phụ nữ tự quản với số dư nợ là trên 15 tỷ đồng cho 794 hộ vay. Về phân loại cơ sở hội có 5 trên 8 hội và 61 trên 101 chi hội đạt loại vững mạnh, không có cơ sở hội xếp loại trung bình. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vương Đình Thắng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cần thực hiện trong thời gian tới như tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị và phản biện xã hội, duy trì tốt công tác phối hợp với các cơ quan tổ chức đoàn thể để tổ chức tốt các phong trào chương trình. Cán bộ hội phải luôn gần gũi, quan tâm, chia sẻ và sâu sát cơ sở. Năm 2014, Chi cục thuế huyện Yên Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách với kết quả thu từ thuế và phí đạt 43 tỷ 760 triệu đồng, vượt 6% dự toán tỉnh huyện giao.
tăng 16% so với thực hiện năm 2013. Tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2014 vừa được Chi cục Thuế huyện Yên Minh tổ chức, đã tập trung đánh giá những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ thu thuế và phí năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015. Theo đó, trong năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu ngân sách cho huyện là trên 32 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân huyện giao thu phấn đấu 35 tỷ đồng. Cục thuế giao dự toán phấn đấu tăng từ 8 đến 10% dự toán tỉnh giao. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, toàn thể cán bộ chi cục sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích, dự báo nắm bắt thời cơ, triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, xây dựng chương trình hành động cụ thể, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo huyện Yên Minh và lãnh đạo Chi cục Thuế tỉnh đã chỉ rõ những nhiệm vụ của Chi cục Thuế trong thời gian tới là cần phải có sự phối kết hợp chặt chẽ với các xã thị trấn cũng như các ban ngành đoàn thể trong toàn huyện về công tác thu thuế, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trên tất cả các lĩnh vực. Dịp này, một cá nhân vinh dự được nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, một cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh cũng khen thưởng cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014. Ngày 28 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê Đặng Văn Thủy đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân tại thị trấn Yên Phú và xã Yên Phong. Tại thôn Bản Sáp, thị trấn Yên Phú, hiện nay bà con nông dân đã cày ải đạt trên 95% diện tích, đang tiến hành gieo mạ chuẩn bị đủ cho toàn bộ 30 ha diện tích lúa vụ xuân. Những diện tích không có khả năng cấy lúa, người dân tiến hành trồng lạc, trồng ngô và khoai lang. Tại thôn Bản Lầng, xã Yên Phong, người dân đã gieo mạ và chuẩn bị xong 20 ha đất phục vụ cho sản xuất lúa vụ xuân. Năm nay, thôn sẽ tiến hành gieo cấy giống lúa, chủ yếu là VC Thái Bình và giống thuật địa phương. Đây là năm thứ hai thôn Bản Lầng, xã Yên Phong thực hiện chuyển đổi khung thời vụ triển khai gieo mạ trước Tết Nguyên đán. Phấn đấu đến khoảng mùng 10 tháng 2 sẽ cấy xong toàn bộ diện tích. Để giúp nông dân bảo vệ cho mạ đạt tỷ lệ sống cao nhất, xã Yên Phong đã có cơ chế chính sách hỗ trợ người dân mua ni lông che chắn mạ khi nhiệt độ xuống thấp, trời mưa phùn giá rét. Cũng tại xã Yên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê Đặng Văn Thủy đến kiểm tra tình hình phát triển sản xuất thôn Bản Tắn. Đây là thôn không có đủ nguồn nước để gieo cấy lúa hai vụ nên người dân chủ yếu tập trung cho trồng lạc, trồng dưa chuột, dưa gang. Theo kế hoạch, thôn sẽ trồng 14 ha diện tích cây vụ xuân. Đến thời điểm này đã tiến hành trồng được trên 80% diện tích. Làm việc trực tiếp với lãnh đạo thị trấn Yên Phú và xã Yên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê Đặng Văn Thủy yêu cầu cần phải tăng cường hơn nữa việc phân công cán bộ bám nắm cơ sở, vận động bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân, đảm bảo khung thời vụ. Bên cạnh đó, bằng mọi biện pháp bảo vệ những diện tích mạ đã gieo cấy, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phát triển vụ xuân năm nay, giành thắng lợi. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bắc Quang vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa 1 năm 2015 cho quần chúng ưu tú thuộc các chi đảng bộ khối cơ quan, đảng bộ xã Việt Vinh và đảng bộ thị trấn Việt Quang. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được các giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bắc Quang truyền đạt 5 chuyên đề, gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Thông qua lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa 1 nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức lý luận chính trị về vai trò trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần cống hiến cho sự nghiệp của địa phương, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quang Bình vừa tổ chức hội thi Olympic toán tuổi thơ cấp huyện năm học 2014-2015. Tham gia hội thi lần này có 96 em học sinh thuộc 16 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đây là những học sinh trung học cơ sở đang học lớp 8 đã tham dự hội thi Olympic toán tuổi thơ cấp trường. Các em sẽ trải qua hai phần thi, thi cá nhân và thi đồng đội. Qua hội thi, tạo cơ hội điều kiện giao lưu học hỏi giữa các thầy cô giáo, đặc biệt các em học sinh có năng khiếu về môn toán của các trường trung học cơ sở trong huyện. Cổ vũ động viên, khuyến khích phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các nhà trường, tạo môi trường để các thầy cô giáo trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giảng dạy môn toán và tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu học tập. Thông qua hội thi Olympic toán tuổi thơ cấp huyện do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quang Bình tổ chức sẽ lựa chọn ra những em có năng khiếu học môn toán để bồi dưỡng tham gia hội thi Olympic toán tuổi thơ cấp tỉnh năm học 2014-2015 trong thời gian tới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 6 giải vàng, 12 giải bạc và 18 giải đồng đội cho những em có thành tích xuất sắc và 6 đội có thành tích cao trong phần thi đội.
xác định chương trình quy tụ dân cư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cho các hộ sống rải rác, sống ở vùng có nguy cơ sạt lở cao được chuyển đến nơi ở mới an toàn. Đến nay, 29 hộ gia đình thuộc chương trình quy tụ dân cư của xã Ngọc Long, huyện Yên Minh trong năm 2014 đã hoàn thành việc xây dựng và đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng để có thể chuyển đến sinh sống trong những ngôi nhà mới vào đúng dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Để chương trình đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, cấp ủy chính quyền xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, cán bộ phụ trách thôn bản và trưởng thôn thường xuyên đôn đốc kiểm tra các hộ gia đình nằm trong kế hoạch di chuyển đến nơi ở mới an toàn thực hiện chương trình, cấp đủ kinh phí cho các hộ để thực hiện và kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, nên đến nay 29 hộ gia đình đã được chuyển đến nơi ở mới an toàn. Tuy trước mắt còn nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất vì quỹ đất nơi ở mới thường ít hơn nơi ở cũ, nhưng việc xã Ngọc Long, huyện Yên Minh hoàn thành chương trình quy tụ dân cư sẽ giúp các gia đình chuyển đến nơi ở mới an toàn và được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang hơn. Hiện nay, huyện Vị Xuyên có 261 thôn bản, nhưng có lẽ cũng không có nhiều thôn xây dựng được nguồn quỹ hàng trăm triệu đồng. Với thôn Phai, xã Bạch Ngọc lại có được kết quả đó từ hàng chục năm nay. Thôn Phai có 165 hộ, đa số là bà con dân tộc Tày, xuất phát từ nhu cầu nguồn vốn để đầu tư cho chăn nuôi trồng trọt. Từ năm 1998, thôn đã xây dựng quỹ thôn. Mới đầu chỉ có 70 hộ tham gia và đóng góp được 20 triệu đồng, nhưng đến nay đã có 100% hộ tham gia. Nguồn vốn này do thôn quản lý và tiếp tục cho các gia đình trong thôn vay để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, với lãi suất chỉ 2%. Đến nay, sau hơn 10 năm xây dựng quỹ thôn, do làm tốt công tác quản lý điều hành nên nguồn vốn ngày một phát triển. Năm 2013, quỹ thôn đã lên tới 200 triệu đồng và thôn đã chi xây dựng cơ sở hạ tầng như sửa hội trường thôn, đóng bàn ghế, làm cống rãnh, cầu treo là trên 60 triệu đồng. Hiện nay, quỹ thôn Phai còn 140 triệu đồng và tiếp tục cho các hộ gia đình trong thôn vay để phát triển chăn nuôi. Tôi thì vay quỹ thôn từ khi tôi khác ở riêng ra, thì từ năm 2013, năm nào tôi cũng vay. Mỗi năm thì tôi vay 1 triệu. Đến cuối năm tôi lại trả. Nguồn vốn tuy ít ỏi nên mỗi hộ chỉ được vay 1 đến 2 triệu đồng một năm. Phần nào đã giúp các hộ mua được con giống hay thức ăn cho chăn nuôi. Gia đình chị Lương Thị Liên cũng được vay từ nguồn quỹ thôn. Cộng với nguồn vốn của gia đình đã mua được 13 con lợn nên gia đình chị cũng rất vui. Đồng thời, khi được vay vốn, buộc người chăn nuôi phải cố gắng hơn để làm sao có hiệu quả hoàn trả lại vốn cho thôn. Được vay vốn của thôn về chăn nuôi là lứa thứ nhất là nuôi được 5 con là bán được 20 triệu. Lứa thứ hai là 10 con, đến cuối năm thì bán. Đến thăm một số gia đình được vay vốn từ quỹ thôn cho thấy đã mang lại hiệu quả rõ nét. Qua đây có thể nói, nguồn vốn tuy không nhiều nhưng nếu biết cách làm, sử dụng đúng mục đích thì hiệu quả mang lại không hề ít. Đó là một nguồn động viên rất lớn của thôn đối với bà con, đặc biệt là không mất nhiều thời gian, công sức đi làm thủ tục giấy tờ. Cùng với đầu tư phát triển kinh tế, những trường hợp không may bị ốm đau, hỏa hoạn cũng được quỹ thôn giúp đỡ. Mục đích sử dụng vốn vay của chúng tôi ấy là giải ngân cho bà con vay, hỗ trợ bà con về vấn lĩnh vực phát triển kinh tế và kinh tế chăn nuôi. Đấy, ngoài ra chúng tôi còn dự phòng để cho bà con vay như ốm đau hàng tháng, hàng năm, mà vay vay ốm đau đi bệnh viện là và những công việc đột xuất khác thì chúng tôi lại không tạo điều kiện cho bà con vay mà không tính lãi. Báo cáo là đối với quỹ vốn quỹ của hợp tác xã cũng như của thôn là chờ từ lúc triển khai bao qua nhiều năm thì cho thấy là cái quỹ của hợp tác xã, của thôn, phải nói sử dụng rất là hiệu quả. Qua đây có thể thấy, mô hình quỹ thôn đã thực sự tạo điều kiện cho bà con vươn lên phát triển kinh tế. Từ một thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, nhưng thôn Phai, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên lại có một cách làm thật sáng tạo, xây dựng được nguồn quỹ thôn, tạo điều kiện cho bà con vươn lên phát triển kinh tế. Đây là mô hình hay, cần được nhân rộng ra các thôn tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.